Chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Hôm nay Smart Home xin giới thiệu với mọi người về cái bộ mạch dàn phơi thông minh. Hiện tại thì phiên bản mạch dàn phơi thông minh thì bên mình đang cung cấp trên thị trường là hiện tại chưa có chức năng điều khiển qua Wi-Fi. Thì hôm nay mình giới thiệu thêm một tính năng nữa là điều khiển qua Wi-Fi. Sản phẩm này thì hiện tại mình giới thiệu qua này, thì đây là phiên bản mới này. Đây là module giấy ép để mình có thể điều khiển qua giấy ép này. Nếu mà các bạn mà mua loại không có giấy ép thì nó sẽ không có cái tay khiển này và cái module này ở trên mạch. Đấy, module này thì bên mình tháo rời được. Đấy. Thứ hai đó là có thêm tích hợp Wi-Fi. Ở đây thì khi có tích hợp Wi-Fi thì có thêm hai cái nút nhấn để mình khôi phục cài đặt gốc. Đầu tiên mình giới thiệu qua cái module nhé. Thì bây giờ đây là nguồn cấp vào 12V này. Đấy. Đây là khối nguồn này. Đây là mà nút reset của vi điều khiển này. Đây là module Wi-Fi này, module thu RF này. Mạch thì đảo chiều động cơ bằng 2 relay. Đầu ra thì động cơ này. Với các trường hợp sử dụng động cơ lớn thì mình sẽ hàn thêm một con diode cầu ở đây. Ở đây mình có chân diode cầu này. Đấy. Còn đây là phần nguồn nếu mà sử dụng bình ắc quy. Và đối với mạch này thì nó chưa có chống ngược nên là khi mà đấu ắc quy vào đây thì các bạn đấu chú ý đúng này. Nếu mà đấu sai thì nó sẽ bị nổ con IC này, IC nguồn này. Nó có thể là ảnh hưởng cháy hết mạch. Đấy, vì cái này là cái nhược điểm của cái mạch này là mình chưa khắc phục được cái phần đấu ngược. Ở đây thì có dương 12V thì mình đấu vào dương của ắc quy này. RND thì đấu vào âm của ắc quy này. Đấy. CT1, CT2 là cái công tắc điều khiển trực tiếp trên mạch, điều khiển ra vào. Thực ra hai nút nhấn này nó chỉ có tác dụng mà khi trời đang có ánh sáng và trời không có mưa thôi. Còn đối với trường hợp mà trời đã mưa hoặc là trời đang tối thì hai nút nhấn này không có tác dụng nữa. Bởi vì lúc đấy thì quần áo mặc định sẽ kéo vào và không thể điều khiển ra được. Ở đây có hai cái nút nhấn để mình khôi phục, reset con này. Mỗi lần là mình muốn di chuyển đến nơi khác thì mình cài lại Wi-Fi. Khi mà cài Wi-Fi thì các bạn có thể điều khiển ở 3G hoặc là Wi-Fi đều được. Ở đây là cái nút nhấn mở rộng của hai cái nút nhấn này. Đấy, thì ở COM thì là chung, còn CT1, CT2 thì của hai đầu nút nhấn. Đấy, thì mình kéo muốn kéo dài ra một cái hộp nút nhấn kéo xuống đất, kéo xuống gần ở dưới thì mình thao tác thì mình sẽ kéo vào đây. Còn bình thường thì sẽ nhấn ở đây. Đấy. Đấy, nguyên lý của giấy ép như thế thì cũng chỉ là pick hai cái nút nhấn ở đây thôi. Thì nút nhấn này nó hoạt động như nào thì giấy ép hoạt động như thế. Ở giấy ép thì chúng ta sẽ sử dụng nút A và nút D đối với cái tay remote này. Đấy, thì lát mình sẽ test cho các bạn xem. Ở trên này thì phần này thì bên mình có tích hợp thêm cái led báo hiệu của cảm biến ánh sáng, cảm biến mưa. Ở phiên bản trước thì nó không có nên là khi test thì nó sẽ hay bị không phát hiện được xem là có mưa hay có ánh sáng thì nó sẽ khó cho người dùng. Thì bên mình sẽ cải tiến thêm rồi. Ở đây có một con led cảm biến ánh sáng này và led cảm biến mưa này. Đấy, khi mình che hoặc là mình có nước thì led sẽ báo hiệu sáng lên mình biết được. Ở đây có hai cái biến trở để điều chỉnh cái độ nhạy này. Một cái là CBIS này là cảm biến ánh sáng, còn một cái là CB mưa là cảm biến mưa nhé. Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến mưa, điều chỉnh đến đâu thì cái anh led này nó sẽ sáng, mình sẽ biết được độ nhạy. Rồi, ở đây thì phần động cơ thì các bạn cấp động cơ mà sai thì mình sẽ thay đổi dây của động cơ để cho nó chạy đúng chiều. Thì đầu tiên khi mà cấp nguồn của động cơ thì mặc định nó sẽ chạy vào, thu vào, cho nên là thu vào. Sau đấy là nó có ánh sáng thì nó mới thu ra. Đấy. Và thứ hai nữa là các bạn lưu ý cho mình là cảm biến ánh sáng phải được để ở môi trường có ánh sáng này. Và thứ hai nữa là công tác hành trình khi mà nhấn thì nhấn giữ. Nhiều người thì test xong nhấn như này cái nó dừng cái xong thả ra thì nó sẽ sai, nó không đúng. Vì bên mình đang lập trình của nó là nhấn giữ chứ không phải là nhấn cái thả ra, nên là nhiều trường hợp cứ báo nó không chạy. Thì mình cứ nhấn giữ này, khi mà thao tác nó ngược lại tức là động cơ quay ngược thì mình bắt đầu bung ra. Đấy, nhiều người không có cái mô hình nên là cứ như này xong bóp cái thả ra, bóp cái thấy nó dừng thì thả ra, xong rồi test báo không chạy. Đấy, thì rất là nhiều trường hợp thì hôm nay mình làm cái video cụ thể. Bởi vì cái bộ này thì cũng đang nâng cấp từ cái bộ cơ bản lên nên là nó nguyên lý nó hoạt động y hệt nhau thôi. Nên hôm nay mình giới thiệu thêm cái phần Wi-Fi để cách cài đặt nữa. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn 12V nhé. Nguồn thì mình dựa vào động cơ. Đối với động cơ lớn như thường các bác hay dùng 775 thì thường phải dùng động cơ, mình khuyến cáo nên dùng tổ ong 10A.
Mà đối với dùng nguồn tổ ong thì nó không có chân cắm vào đây, nên là thường có nhiều trường hợp cắm sai, hoặc là nhiều người dùng đá quy cũng là cắm sai, hoặc điện mặt trời đấy. Thì cái đấy thì lưu ý khi cấp nguồn, vì cái đây là cái nhược điểm của mạch mình là chưa có cái chống ngược, nên là chú ý đấy. Còn đối với các cái nguồn mà có cái rắc chuẩn như này rồi, 5.5 x 2.1 thì ok, cắm vào đây là chạy thôi đấy. Còn mạch này thì thực chất động cơ 7.5 nó vẫn chạy được, nhưng mà thường dùng 7.5 thì mình cứ phải thêm diode. Nếu mà bác nào mà mua mà muốn sử dụng với động cơ lớn hơn 7.5 hoặc là 7.5 thì nên báo với mình cho thêm diode hoặc hàn sẵn. Còn bác nào mà không dùng thì thường dùng DF400 hoặc là cái động cơ DC nhỏ ấy, thì mình không cần diode. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn này, cảm biến ánh sáng này. Khi cấp nguồn thì mạch sẽ quay lại. Đấy, khi mạch sẽ quay vào và chạy hành trình sẽ dừng lại. Có kêu 2 tiếng. Đối với trường hợp tủ ánh sáng, điều khiển ánh sáng thì mạch sẽ tự động quay ra. Đấy, tủ ánh sáng làm sao mà biết đủ hay không thì đây. Các bạn nhìn con led ở đây nhá, có cái con led cảm biến ánh sáng này. Mình che lại để nó sáng lên này. Che lại nhá. Đấy, dán lại đấy thì mạch nó hiểu là ban đêm, nó quay ra. Đấy, đây mình đang để độ nhạy hơi cao. Đấy, thả ra thì con led nó tắt rồi. Đấy, che lại này. Đấy, che lại. Mình đang sử dụng đèn nó hỗ trợ quay video nên là ánh sáng nó rất là sáng. Đấy, nhiều bác cứ test trong nhà thì bảo sao nó không chạy, vì mạch này nó điều kiện là phải có ánh sáng nó chạy. Đấy. Đấy, cảm biến mưa cũng vậy, khi mình cho một cái tay ấm vào này, đấy, cảm biến mưa nó sáng đấy, nó hiểu đang trời mưa. Đấy, thì nhấc tay ra này, lau nước đi này, lau nước đi này. Đấy, nó tắt thì rồi. Cả hai con led này đang tắt thì nó hiểu là trời không mưa và trời không có tối, tức là ban ngày. Hai led đều tắt này, giờ ban ngày này, cảm biến mưa không có nước này, vì là hiểu không mưa này. Đấy. Lưu ý nhất cho mình là cảm biến ánh sáng phải có ánh sáng thì mạch mới hoạt động nhé. Cảm biến mưa thì không có nước. Ở đây nó mới hoạt động, tức là mình nói là nó sẽ chạy vào để ra. Còn nếu mà trường hợp mà nó mà đang mưa và đang tối rồi thì nó cứ mặc định nó nằm ở trong này này, nó không ra. Thì các bạn cứ bảo là lỗi, nhưng không phải lỗi đâu. Hay là lúc đấy là do cái cường độ sáng và cái cảm biến mưa đang ướt, nên nó đang hiểu là ban ngày hoặc là ban đêm hoặc là đang có mưa đấy. Đấy, ok. Khi mà cái tay remote này nó cũng chỉ có tác dụng là ở ban ngày hoặc là không có mưa thôi. Đấy, thì bây giờ đang là ban ngày không có mưa và đèn led đây đều không sáng thì nó hiểu đang ban ngày và không có mưa. Thì mình nhấn nút D này. Đấy, ở trên này có một con led VT đây này. Một lần nhấn là nó sẽ sáng này. Đấy. Đấy là đây vào, đúng không? Mình muốn ra này. Đấy, đấy, ra, muốn xa hơn thì các bạn kéo anten ra nhé, cho nó dễ. Đấy, nhấn vào này, ra này, đấy. Thì đấy là mình vừa mới giới thiệu về cách điều khiển qua RF này, đấy, công tác hành trình này và mô hình máy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn về cách sử dụng trên wifi. Thì đây, khi các bạn mua về thì các bạn nhìn thấy cái con led này, nó đang nháy nhanh này, tức là nó đang phát cho wifi smart home ấy. Đấy. Và bây giờ mình khi mình mua về mình sẽ thao tác một cái là mình nhấn giữ cái nút xóa IP này. Đấy. Sau đấy mình nhấn reset một cái, vẫn giữ nút xóa IP, xong thả ra, bạn nhìn đấy. Đấy, đèn nháy ba cái thì như thế là đã khôi phục cài đặt cốc, tức là reset thành công. Đối với các trường hợp mà mình cài rồi mà led nó vẫn báo là offline hoặc là led nháy nhanh thì mình sẽ cũng cho thao tác là nhấn giữ xóa IP này, sau nhấn reset một cái để khôi phục. Đấy, thì khi mình reset rồi, mình khôi phục rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tải phần mềm Blink. Tải phần mềm Blink thì Blink nó hỗ trợ trên cả Android và iOS. Các bạn vào Search Play App Store để mình tải. Khi mà tải về thì nó có giao diện như này. Màn hình hơi tối. Đấy.
Đây mình lấy nét cho nó. Tiếp đến là các bạn create new. Khi các bạn create new thì sẽ tạo tài khoản bằng email nhé. Khi tạo tài khoản bằng email thì nó sẽ rất tiện khi mà chia sẻ cho người khác. Đấy, còn Facebook thì nó hơi phức tạp một tí. Được chưa? Đấy, thì bây giờ mình có tài khoản, mình tạo tài khoản bằng email rồi. Đấy, mình sẽ login. Mình nói thêm là tạo email thì nó hay là cái là khi mà mình quên mật khẩu ấy thì mình sẽ có một cái phần restore path lại, thì mình sẽ nó sẽ gửi cái path mới vào cái email ấy, thì khi đấy mình không sợ bị mất tài khoản. Còn nếu mà các bạn mà tạo tài khoản ảo vào đấy thì sau nó có vấn đề thì mình khó xử lý. Đấy nên là khuyến cáo là nên tạo một cái tài khoản mới bằng email mới và xác thực rồi. Đấy. Ok, mình có tài khoản rồi thì mình sẽ login. Đấy. Nhập mật khẩu vào. Đây này, nó có phần có code bắt này. Nếu mà trường hợp mình quên. Đấy, khi mình tạo tài khoản mới xong thì cái màn hình nó sẽ ra như này. Như project như này này. Bởi vì cái project mình có rồi nên nó sẽ ra các cái project mà mình đã cài. Đấy. Đấy, mình lên nhấn lại. Được chưa? Thì khi mà tạo xong, đăng nhập vào xong thì có một cái phần hiển thị hình QR code này. Rồi mình đấy, QR code đấy. Được chưa? Các bạn nhấn vào đấy. Nhấn vào QR code. Sau đấy là quét QR ở trên cái tờ giấy quy trình ở bên mình kèm theo này. Đấy. Khi mà quét xong nó sẽ ra giao diện như này. Các bạn nhìn thấy không? Phơi đồ, thu đồ này. Reset mạch tức thời, tức là mình đang để cái V3 là nó sẽ reset trong một ngày, nó sẽ reset hết 2 lần để tránh trường hợp mạch treo hỗ trợ mình tránh treo chẳng hạn, thì mình cứ cho thêm cái nút nhấn vào đấy để nó hỗ trợ mình treo mạch hay như nào đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy là mạch có 2 giao diện nhé, một là giao diện cài đặt và 2 là giao diện điều khiển. Giao diện đây đang giao diện cài đặt đấy, thì khi quét QR thì bên mình cài đặt hết cho bạn rồi. Ở đây cài đặt ở giao diện điều khiển thôi, chứ còn bây giờ mình mới bắt đầu copy mã AutoCAD thì mình dán vào Wi-Fi. Đấy, đây là giao diện cài đặt này. Đấy, nhấn vào tam giác thì là giao diện điều khiển này. Đấy, nhấn vào hình vuông là giao diện cài đặt này. Đấy, back lại này thì nó sẽ ấn xuống, các bạn lướt các project, các bạn có nhiều dàn phơi các bạn lướt. Đấy. Khi không muốn lướt nữa thì mình nhấn vào giữa màn hình một cái để cho nó nhô lên này. Đấy. Ở đây mình đang chưa cài nên nó hiển thị số 1, nó báo offline đấy. Dạ. Bây giờ mình sẽ cài này. Nhấn vào hình vuông này. Copy mã AutoCAD này. Cái mã AutoCAD này các bạn phải copy lúc mà điện thoại đang có mạng nhé. Đấy. Khi mà copy thì nó sẽ báo là có một mã AutoCAD này. Đối với điện thoại Android thì nó sẽ có cái chữ copy on. Đấy, còn đối với iOS thì nó sẽ có một cái dòng mã ABC nó rất là dài đây này. Sau khi các bạn nhấn vào nó copy thì các bạn nhấn OK thì nó tự lưu. Đấy, mình copy xong rồi thì mình nhấn vào cái hình tam giác để ra giao diện điều khiển, thì lát nữa nó sẽ lên online. Đấy, bây giờ vẫn chưa điều khiển được, bây giờ mình sẽ cài này. Mình copy on rồi đúng không ạ? Xong bây giờ mình vào Google này. Khi vào Google thì mình điện thoại nó đang chạy thì mình tìm đến cái Wi-Fi Smart Home. Đây. Đấy, khi nó kết nối thì nó sẽ hỏi mật khẩu là các bạn mới mua về thì sẽ mật khẩu là 1234567789 theo mật khẩu ở trên đây nhá. Đấy, và nó báo là không có quyền truy cập internet thì nó là đúng rồi, bởi vì là cái con này nó đang thoát ra để mình cài đặt. Nên là nó sẽ không có internet để các bạn truy cập internet, nên nhiều người không biết lại cứ bảo là cứ quên đi thì nó lại bạn cái Wi-Fi có mật khẩu. Thì các bạn cứ để yên như thế nhé, vẫn kết nối với cái Smart Home không có internet nhé. Tiếp đến là các bạn nhìn ở trên này, nếu mà nó bắt được rồi thì nó sẽ có dấu nhân Wi-Fi X trên này này. Đấy. Mình quay video nó chưa chuyên nghiệp lắm nên nó sẽ như này. Đấy, nó có dấu X này. Đấy, hoặc là các bạn phải tắt 3G nhé, bắt buộc phải tắt 3G nhé. Đấy, tắt 3G và chỉ kết nối Wi-Fi với Smart Home phát ra thôi. Còn nó báo không có internet thì kệ nó. Ok. Bây giờ mình sẽ truy cập 192.168.4.1 này. Nhập vào đây. 192. Đấy, các bạn
nhập 192.168.4.1 này. Chú ý là chỉ như này thì nhá, nhiều trường hợp là làm sai xong bắt nó có cái đuôi hình sao này. Đấy, video mình nói những chi tiết nên là nó hơi dài. Đấy, nó đuôi hình sau này thì các bạn phải xóa đi, chỉ để chấm một thôi. Nếu mà để nguyên thì khi mà nhấn gửi cái chỉ cần truy cập vào cái là nó tự động gửi vào cái mạch này, và lúc này sai rồi thì bây giờ sai tiếp. Đấy, thì mình enter này. Đấy, khi mà ok rồi thì các bạn nó ra một cái giao diện này. Thì mình bắt wifi nào thì mình click vào. Ví dụ mình chọn Xuân Đức 2.4GB này. Thì nó sẽ tự động dán đây này. Đấy chưa? Đấy, Quốc Huy này. Rồi mình chọn Xuân Đức 2.4GB nhá. Và mật khẩu này thì mình phải nhập thủ công. Chú ý viết hoa viết thường. Chỗ này là rất là nhiều người sai này. Đấy, mình có rồi đây, mình nhập vào đây luôn. Được chưa? Mã Blink thì mình nhấn giữ vào đây, sau đấy hiển thị giữ dán, mình dán thì nó mới chuẩn nhá. Đấy, nhấn gửi. Khi nhấn gửi thành công rồi thì các bạn quan sát con led này này. Các bạn nhìn thấy nó nháy không? Nó sẽ nháy rất là nhanh, xong nó dừng lại. Đây nó đang connect này. Nhiều trường hợp làm sai nó cứ nháy mãi như này này. Sau 3 phút nó lại nháy nhanh. Đấy, nhưng mà nếu mà thành công rồi thì nó nháy như thế, xong nó tắt đi và nó nháy chậm từng giây, một giây một lần. Đấy, thành công rồi. Đấy, mình thoát cái thằng này ra, mình sẽ vào Blink. Khi vào Blink thì nó sẽ báo là online. Nếu mà là ok rồi thì nó sẽ báo online. Đấy, được chưa? Báo online đấy, không bị số 1 nữa này, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình có chữ phơi đồ, đây đang phơi rồi thì mình thu vào thôi, nhấn vào đây. Đấy, đây phơi đồ. À, thu đồ. Đấy. Khi mà nó đang ở trong này rồi thì cảm biến nó không có tác dụng đâu nhá. Các bạn phải nhấn ra này, phơi đồ này. Đấy, thì khi đấy cảm biến mới có tác dụng. Đấy, bây giờ ví dụ mình che cảm biến này. Đấy, à, cảm biến ra này. Đấy, ở dưới đây thì mình sẽ setup một cái thời gian một ngày nó reset 2 lần để cho cái mạch này nó không bị treo. Thì mình đây cũng là một nút reset cứng rồi này. Đấy, cũng giống như mình cấp nguồn, khi cấp nguồn đấy, khi có ánh sáng đủ thì nó sẽ lại chạy ra. Đấy, bởi vì có mưa này. Đấy, đèn lại sáng này, hết mưa này, đèn lại tắt này. Đây, đèn nó tắt rồi đấy. Thì nó lại quay ra. Rồi, nút trên mạch này. Không nhớ nút nào. Đấy, nhấn tiếp này. Rồi, cái video nó hơi dài nhưng mà mình đang giới thiệu nó cụ thể và chi tiết cho các bạn, để các bạn về ít phải phát sinh lỗi. Đấy, đấy, chia lại nó sáng thôi. Đấy, chỉnh độ nhạy ở đây. Ngược kim đồng hồ thì tăng độ nhạy, còn xuôi kim đồng hồ thì giảm độ nhạy. Rồi, vừa rồi thì Smart Home mới giới thiệu các bạn về cái bộ điều khiển giàn phơi thông minh có thêm chức năng điều khiển wifi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.